Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp phía Nam phục hồi sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị kết nối giao thương tại Việt Nam giữa các nhà cung cấp nông thủy sản với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh phía Nam 2020 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ông Lê Văn Sử đã kêu gọi các doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp các tỉnh thành phía Nam cũng như trong cả nước tăng cường kết nối giao thương, thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, thương mại đầu tư, tận dụng triệt để cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, đồng thời nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong vùng, góp phần đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa của các địa phương, từng bước nâng cao hiệu quả kết nối giao thương, hợp tác bền vững và hội nhập quốc tế. Thông qua việc trưng bày sản Phẩm các doanh nghiệp tham gia hội nghị có điều kiện được kết nối giao thương với các thị trường tiềm năng nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, UAE. Gặp gỡ kết nối bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa 150 nhà cung cấp nông thủy sản với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại tham gia chương trình. Đây cũng là dịp để các nhà cung cấp nông sản, thủy sản tìm hiểu thị trường, thủ tục cũng như các điều kiện chi phí vận chuyển sản phẩm ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.